Mời bạn nam. Rồi, chào bạn. Rồi, ngồi đi bạn. Và xin mời bạn nữ. Rồi, bây giờ mình giới thiệu về mình đi em trai. Em tên Hữu Nhân, quê em ở Bình Dương. Năm nay em 37 tuổi, hiện tại công việc của em là công an của huyện Tiến, tỉnh Bình Dương. Dạ, rồi xin mời bên đàn gái nhà mình giới thiệu ạ. Dạ, em chào chị Nam Hư, anh Quyền Lên và anh Bên Cạnh và chào các vị khán giả ở trường quay. Em tên là Phạm Thị Ngọc Ánh, em năm nay 33 tuổi. Em là nhân viên kế toán, em làm ở phòng nội vụ huyện Bầu Bàng. Huyện Bầu Bàng hả? Dạ. À, là phòng nội vụ huyện Bầu Bàng. Còn bên đây là huyện Dầu Tiến. Dạ. Hai người trao đổi đi. Dạ, em ở chỗ nào của huyện Bầu Bàng ạ? Nghe trung tâm hành chính huyện Bầu Bàng anh, em làm ở đó mà nhà em thì ở Bến Cát. Thì nhà anh ở ngay thị trấn huyện Dầu Tiến. Thì từ anh xuống Bến Cát thì khoảng 20 cây. Dạ. Hợp lý đó. Bây giờ mình cho một chút xíu về cái khuyết điểm, ưu điểm mình cho đàn trai biết đi bạn gái. Em có ưu điểm là hòa đồng, giao tiếp cũng tốt anh, chứ biết tính toán. Nhược điểm của em là hơi nhút nhát, yếu mềm và có cái tính nhục nhẽo. Tại em được là út trong gia đình nên được anh ba mẹ với anh chị cũng thương. Rồi, Hữu Nhân. Thì ưu điểm của em thì hoạt bát hòa đồng trong công việc thì tận tụy công việc. Khuyết điểm của em là ngại trước đám đông. Ủa sao nói qua nói lại ưu điểm khuyết điểm giống y chang nhau vậy ta? Hai người ngại trước đám đông thì hai người tự nói chuyện với nhau, không có ngại đúng không? Dạ. Hữu Nhân, anh có mấy mối tình rồi? Dạ, em có một mối tình cũng 5 năm chia tay, thì nay cũng khoảng được 4 năm rồi. Bên đàn gái? Dạ, em có hai mối tình. Mối tình đầu của em cũng quen 5 năm mới chia tay, mà lý do là nói là gia đình bên nhà trai nói kỵ tuổi, tại do em tuổi là tuổi dần, cũng nghe nói con đó cũng dữ, ai cũng sợ. Chứ mối tình thứ hai thì một năm qua tìm hiểu thì em thấy anh đó như không thật lòng với mình thì nên em không có quen nữa, em kết thúc luôn. Qua hai cái mối tình đó làm em có cảm giác em rất sợ khi quen một mối tình nữa. Tụi anh đã làm mai cho công an có bộ đội cũng rất là nhiều, các đồng chí công an chuyên nghiệp rồi. Phải nói là bản lĩnh về chính trị, về xã hội, về nguyên tắc, tất cả mọi thứ nó rất là an toàn. Em yên tâm nha em gái. Dạ. Em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Hình dáng thì giống anh Quyền Lên. Hả? Anh bên đây đẹp trai hơn anh luôn á nha. Dạ. Hiền lành, hòa đồng, hoạt bát, cũng nói chung cũng chịu khó anh. Anh bên đây nãy giờ nói chuyện anh hiền không, nói từng câu rất là hiền. Để coi giống anh Quyền Linh nè. Đẹp trai hơn anh. Ý, dạ em chào anh. Chào chị Nam Hư. Cái mẫu người phụ nữ mà lý tưởng anh thực sự muốn tìm kiếm là như thế nào? Nói chung một người lý tưởng thì cao 1m6, thì nói chung thì không mập, phụ nữ quan tâm chăm sóc. Nói chung thì cái đặc thù của mình thì đi công tác ít ở nhà, thì nếu mà chăm sóc cho chồng con được thì cái điều đó là tốt nhất. Nói chung là người phụ nữ theo phong cách ở đông truyền thống. Yeah. Bên này là anh là chắc chắn là nhìn là thấy là truyền thống rồi. Cưới vợ vậy thì bây giờ anh đã chuẩn bị gì rồi nè? Nói chung là nhà cửa thì giờ sẵn có rồi. Anh ở với ai? Dạ ở với mẹ. Còn gia đình có mấy người? Dạ 8 người, mà anh chị em lấy vợ lấy chồng hết rồi. À, còn có mình anh chưa lấy chồng thôi. Lấy vợ. Chưa lấy vợ. Quên. Tức là ổn định chỗ ở, ổn định thì có rồi, công việc thì mình không nói rồi. Nãy giờ là ngồi anh nghe, anh lắng nghe cái giọng điệu, cái cách nói chuyện của ánh bên này thì anh tưởng tượng ánh là một người như thế nào? Ngoại hình rất dễ thương. Cái giọng nói dễ thương lắm á, giọng nói vui vẻ lắm á. Anh hình dung về anh xăm bên rào mình như thế nào, bên đàn trai như thế nào? Nãy giờ em nghe qua tiếng nói thì em thấy anh này chuyện truyền cảm, cũng dễ mến, cũng hòa đồng á. Nói chung hai người làm trong cơ quan nhà nước thì cũng rất là hiểu nhau. Để anh xem đàn gái thế nào. Dạ em chào anh Quyền Linh. Chào cô gái. Dạ. Anh bên đây là đẹp trai hơn anh nha. Đẹp hơn. Trai hơn, tướng phong độ hơn. Dạ. Không thích điều gì ở người đàn ông nhất, em có thể nói cho chàng trai về này nghe. Nam thì sẽ giao tiếp bằng rượu bia, mà nhưng dưới điều kiện cứ nhậu thì về ngủ, đừng có khóa. Đừng có mà nói ghét, cứ nhậu về cứ nói nhảy nhảy ghét lại. Em không thích những người mà thường hay nói qua nói lại. Chứ không lăng nhăng bên ngoài khi mà đã lập gia đình rồi. Anh có một mối tình thôi mà 5 năm rồi ảnh chờ tới giờ luôn, không quen ai luôn á. Hai bên đồng ý thì khoảng bao lâu mình có thể tiến tới được em?
cũng sẵn sàng rồi mà không biết ý anh bên kia sao. À, sẵn sàng rồi đó hả? Dạ. Giường hồng đã mở nhưng chưa ai vào đúng không? Dạ. Rồi sẽ có chú công an vào. À. Dạ, anh Quyền Linh ơi, hồi nãy em gì có đó? Nghe anh bên cạnh em nói là tiêu chuẩn bạn nữ phải 1m6 mà em không đạt. Sao ảnh tiêu chuẩn nói vậy thôi? Sao? À, nói tiêu chuẩn ai cũng có một cái tiêu chuẩn nhưng mà dạ. Nhưng mà tình yêu nó không có quy chuẩn, không có tiêu chuẩn nào cả khi mà người ta gặp nhau rồi. Dạ. Đừng lo điều đó. Dạ. Ờ, anh hôm nay anh đi với ai? Dạ, em đi với anh của em và ba người bạn. Em xin, em là bạn của anh. Em xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Nam Thư và xin chào quý vị khán giả. Em chơi với anh đã 10 năm rồi. Ừ. Và đã 3 năm chờ đợi khi mà em đưa hồ sơ đăng ký lên online thì bây giờ anh mới được lên chương trình này. Bạn em rất là tội nghiệp vì tuổi dần mà giờ chưa có chồng được. Nên em không biết là anh có ngại về cái tuổi dần của bạn em hay không. Chứ nó tuổi dần mà nó hiền còn hơn con mèo nữa đó anh. Nó dễ thương lắm. Dạ, nói chung em cũng không ngại. Dạ, em cũng xin chia sẻ một điều đặc biệt đó, là hôm nay là ngày sinh nhật của bạn em luôn. Không biết là vô tình hay hữu ý nữa nhưng mà là ngày sinh nhật của bạn em thì em hy vọng là hôm nay á bạn em sẽ có tuổi mới và một tình yêu mới thật là đẹp. Dạ, em hay xin quá. Hết. Trời Happy ơi. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Chúc mừng sinh nhật anh. Dạ, cảm ơn. Bây giờ thì mình đi với ai Nhân? Dạ em đi với anh rể và anh họ với chị họ. Dạ chào hai MC và chào toàn thể khán giả. Thì nhìn chung là bên đàn gái là rất ok. Hữu Nhân cứ việc, em cứ việc tiến tới không có gì hết. Vừa khám vừa phá nếu mà được chúng ta tiến tới rước dâu về dinh. Hay quá. Thật ra là chúng ta cứ ok. Khám thôi đừng có phá. Mở rào. Dạ, em chào anh Hữu Nhân. Dạ, anh chào em. Dạ, em có cảm nhận về anh như thế nào? Mùa hoa lê kia mà nè. Dạ. Dạ, anh tặng em. Dạ, em cảm ơn anh. Khi mà gặp ảnh rồi thì anh thấy bao nhiêu phần trăm trong tưởng tượng của anh? Nói chung là cái tiêu chuẩn đặt ra thì vậy là ok. Em cảm nhận anh như thế nào? Thì như nãy chị Nam Hư có hỏi em thì theo qua lời nói thì em sẽ cảm nhận như thế nào. Thì em mới nói anh là qua cái tiếng nói em thấy anh hiền lành. Thêm cái nữa dễ thương. Dễ thương à? Khi mà gặp thực tế. Nói chung thì anh cảm nhận em thì nói chung thì người miền Đông nói chuyện cũng dễ thương. Dạ. Nói chung thì giờ cũng tuổi cũng lớn rồi thì được thì tạo cơ hội thì tìm hiểu. Dạ. Hỏi đi bây giờ nếu mà đồng ý hẹn hò thì mình hẹn hò sao đó, hai người đó ở gần nhau hẹn hò một tuần mấy lần? Nếu mà bây giờ cái công việc của anh á thì nói chung thì trực thì nhiều thì cái thời gian mà hẹn thì nó cũng hạn chế. Dạ. Như vậy thì em có thông cảm không? Em nói cho mì gia đình em bên dòng họ em có người cũng bên ngành công an, em cũng hiểu, em cũng biết. Thì công an mà đâu có thường hay thực chiến ở nhà đâu. Thì mình cứ cố gắng sắp xếp và mình tạo điều kiện cho nhau. Hai tuần một lần được không? Mà hai ba lần được không? Dạ được anh. Nếu mà anh nói anh ở huyện Dầu Tiếng, em thì em làm ở huyện Bầu Bàng. Thì giữa huyện Bầu Bàng, huyện Dầu Tiếng hình như em nhớ hình như cách nhau có mười mấy cây khi qua phải không anh? Em nhớ cũng gần á. Đâu hơn 30 cây á. Chỉ qua Long Hòa hết 15 cây rồi. Dạ. Hồi nãy em có nghe anh nói là anh cũng sống với mẹ. Em cũng giống anh, em hiện tại em cũng sống với mẹ. Em là út trong gia đình. Vậy thì hai bạn mời hai mẹ vợ chung với hai người. Đơn giản hai người ở gần nhau nó, hai bà mẹ ở chung nhau rất là hợp với nhau. Dạ. Mình đi đâu mình chở hai mẹ đi theo, hai mẹ một cặp, hai đứa mình một cặp. Dạ. Rồi mình bây giờ mình nói tí xíu về quan điểm hôn nhân của đàn trai rồi đàn gái như thế nào. Nói chung là quan điểm hôn nhân của anh đó thì nói chung nói chung sao nói riêng đi bây giờ nói. Dạ. Chung không à, nói chung mà anh thích sinh mấy đứa? Hai đứa không? Giờ muốn hơn cũng đâu có được nè. Đúng rồi. Dạ. Lỡ em không sinh được hai đứa, một đứa được không anh, dù trai hay gái được luôn.
Anh có thấy rung động trái tim mình nó nhúc nhích gì với đối phương không? Dạ có. Hát một bài hát để tặng nè. Dạ em quên lời, cho em xử lý lời nha. Được. Rồi. Câu này ngôn việc đó. Trời, có đem bài nữa kìa. Không ạ. Bắt đầu. Vô. Em đi lấy chồng về nơi xứ xa, đêm yêu rồi hát câu hò trên môi, miền Tây xanh sắc mây trời, phù sa nước nổi người ơi đừng về. Rồi. Như thế là em đã đọc được mấy câu ở trong cái tờ giấy đó rồi. Hai người đứng lên, nắm tay nhau. Hai anh chị cũng lớn rồi, nắm tay nhau, hai tay luôn. Đó, nhìn vào mắt nhau. Chúng ta kiểm tra con tim mình thật kỹ, xem luồng điện tình yêu có chảy vào hai người hay không. Chúng ta lắng lại 30 giây cảm nhận tất cả điều đó. Rồi. Em nghĩ là đủ rồi. Trở về ghế đi các bạn. Bây giờ thì mình để tay mình nút bấm đi. Đã đến thời khắc quyết định. Chuẩn bị nha. 3 2 1 Hết giờ. Hết thời gian. Chúc mừng. Bây giờ mình nắm tay được rồi đó. Chúc mừng anh. Chúc mừng anh. Một nụ hôn đặt đúng vào ngày sinh nhật. Để chứng minh tình yêu của mình. Nào bắt đầu đi anh trai. Món quà của chương trình đó là những chiếc vé xem phim của Cùng Đạp Cinebox 212 chiến thắng. Quà tặng dành cho hai bạn là một cặp gối cao su thiên nhiên đến từ công ty cổ phần Vinalatex và một phiếu giảm giá 50% khi mua sản phẩm nệm Vinalatex tại tất cả các chi nhánh trên toàn quốc. Nếu hai bạn tiến đến hôn nhân, nệm cao su thiên nhiên Vinalatex, niềm tự hào cao su Việt. Tặng mỗi bạn một bộ mỹ phẩm chăm sóc da X2 gồm kem dưỡng trắng da mặt, kem dưỡng trắng da toàn thân, sữa rửa mặt do công ty mỹ phẩm Đan Dương sản xuất và phân phối trên toàn quốc. Việt Nam Cacao gửi tặng hai bạn hộp sô cô la đa vị do Việt Nam Cacao sản xuất. Việt Nam Cacao xin chúc những ngày tháng hẹn hò của hai bạn ngọt ngào như những thanh sô cô la này. Gửi tặng các bạn máy nước nóng Senton nhập khẩu từ Malaysia và bình nước nóng Atlantic Pháp nhập khẩu từ Thái Lan. Bảo hành đổi mới trong năm đầu, tổng trị giá 7 triệu đồng. Phần quà dành cho hai bạn là một chiếc Smart TV Akino 40 inch trị giá 6.990.000 đồng đến từ thương hiệu Akino, sản phẩm công nghệ cho gia đình Việt nếu hai bạn tiến tới hôn nhân. Hey, về Bình Dương nha. Dạ, cảm ơn. Rồi, bảo vệ bạn gái nha đồng chí công an. Dạ, cảm ơn anh. Cũng rất là nhút nhát, cũng rất là ít nói, cũng hơi cứng đầu. Thật sự thì em thấy em ham anh về cái gì cũng anh và anh cái gì. Em rất là chú tâm cho công việc, với lại em không có giỏi giao tiếp lắm. Mấy ngày nghỉ là em ngủ nguyên ngày luôn. Nhiệt tình trong công việc, rồi yêu trẻ, biết nấu ăn, biết làm thơ, biết hát. Công việc của Toản là gì? Dạ em kinh doanh bên mà nhà hàng khách sạn á, em là chủ, em chỉ tới lui em coi thôi chứ em không có trực tiếp em làm. Hẹn gặp lại vào lúc 22:45 thứ hai hàng tuần trên HTV7 đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh.